Hi, chào các bạn quay lại với tựa game Subway Surfer. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá Sand Beater Bird và cái phần chơi đó chính là Rift Rush nha các bạn. Cái phần đó thì chúng ta chỉ còn hai cái phần quà cao nhất ở trên chúng ta chưa nhận được các bạn. Còn nhân vật hôm nay thì mình sẽ sử dụng nhân vật Cathy các bạn. Mình sẽ đi khám phá Sand Beater Bird cùng với cô bạn Cathy. Còn cái ván trượt thì mình sẽ sử dụng cái ván Smonter, nó nằm ở trong cái phần sự kiện luôn. Đó, đây cái phần chúng ta còn hai cái phần quà cao nhất chưa nhận được đó các bạn. Rồi mình sẽ sử dụng cái ván monster và mình tắt cái chức năng super beat đi các bạn, nó nhanh quá. Ô cái này à, đúng rồi, tắt được rồi này các bạn. Oh.
Oh.
you